dán nail. Phước đang giúp bỏ cái Professional sừng ra. nail. Dán được hai móng rồi nè. Ghê. Đẹp. Rau chưa đi lo giá là đi lo hả? Đi rồi ra hả? Ăn hết cái tô nên gặm cái cục giò nữa. À cái này chưa buồn. Đi cà phê một mình vì có trời mưa. Bye bye. Mưa quá giờ. Bring my own gallon on, right? Pour it here. By the cup. Wow. Very good. Chắc cái này ngon hơn á. Đi bỏ đi lật tài dung cái đồ. Nhìn dấu không lét đâu. Ừ, vậy á. We trying to protect our skin. Thấy mày mập mập ghê. Mấy ngày. Phải giống mập. It is mập. Look, I'm gaining weight too. That's good though. Đông quá thể nè. Perfect. Perfect view for you. Hết xăng rồi á. Ớt nữa kìa. Ớt á.
can take off your hoodie here. Giờ coi chừng té. Trời, nước nước ướt nhẹp luôn. Chỗ này chị Hà bán hả? Đây nguyên tiệm luôn, quần áo nè, her store nè, Crystal chị á, chị Hà, his quay chị, chị mặc áo đỏ, chị Hà mấy con mình làm. Ghê không? To. Mình đưa tiền cho cái nãy đưa tiền chị Hà rồi. Chị Hà tự trả. Đưa rồi, trả rồi. Ai có muốn ăn lát, có muốn đi gì ăn? To quá ăn gì nổi. Chị em đừng. Đi, thấy là không có đâu. Cá này cá gì má, cá sặc. Mú hả? Heo quay, heo quay nè. Ngon chưa? Wow, it's so juicy. Ủa, bánh mì không? Có bán bánh mì khó không? Yes. Yeah. Ăn cay, bỏ dừa dừa thôi, bỏ nhiều quá ăn cay. Chó đang theo chút nè. Ok. Sorry cho. We have to say bye bye. Đây mua tôm khô. Vô đây mùi tôm mực nồng nàn. Nè, bắt đầu mực xe xe đó đó. Rồi mực tôm này nhỏ mà 820 nè. Tôm to chút 808. Cái này to hơn nè. Stuff, huh? Yeah, even trời, cái con này
càng mắc tiền càng to nha. Con này 1.6 mắc nhất nè, to chà bá luôn, mà to chưa chắc đã ngon. Đâu một con ngon đây còn có quá trời luôn nè, cá kèo, cá chỉ vàng, cá vàng nấm. Đợt bạn có mua cá này qua cho nè mà có ăn đâu, lười ăn á, mua nó mua cho mấy bịch luôn. Ông Út cũng đòi ăn mà mua qua có ăn đâu, lâu lâu mới nướng ăn à. Này, cá loại muối quá trời quá đắt luôn. Dưới đây mấy cái bánh tráng hả, mấy cái đồ này là chắc nó bán thêm thôi, kiwi sấy, mặn đào gì đây, kiểu như Đà Lạt. Mấy này mấy cái bánh mứt chắc bán thêm thôi, chủ yếu mua vô đây mua đồ khô lạp xưởng nữa thôi, vô đây mua đồ khô thôi. Mấy cái này nó bán giống kiểu Đà Lạt á, bán đồ lưu niệm nữa nè, đồ lưu niệm nè. Túi sách này là 315.000. Áo chút xíu mà mắc cười đó, cho nguyên gia đình mặc luôn. 1 ký. Một xíu lớp chân. Nửa ký 1.1 triệu với lại cái loại 800 rưỡi. Chúc ơi, ice cream too in my hand. Aku yang
nhỏ này. Khô da, cái này là ăn khô da. Tỷ lệ tàn mọc của giống trai này là từ 50 đến 60%, có nghĩa là có con có và cũng có con không, chứ không phải con nào cũng có rồi. Và nếu có ngọc thì vị trí của viên ngọc sẽ nằm ở vị trí túi vùng trứng của con trai đó. Những đôi trái trong vòng 2 năm lên kích cỡ của viên ngọc trai thì chỉ từ 2 đến 9 ml thôi. Giờ xin mời gia đình mình hãy truyền tay nhau để xem ạ. Để có được viên ngọc trai như thế thì chim viên bên em sẽ bắt buộc cấy vào bên trong con trai một thôi cấy rồi. Thôi cấy này sẽ được cắt từ phần dày của vỏ trai to, cắt ra từng khối vuông như thế này, sau đó đưa vào thiết bị này tròn nhỏ lại tạo thành nhân phôi. Và cái cấy cái nhân phôi này cũng trong cơ thể con trai nó phát hiện có một vật thể lạ, nó sẽ thích nghi bằng cách tạo chiếc da lớp sa trường để bao phủ cái nhân phôi này. Và cái quá trình bao phủ diễn ra trong vòng nhiều năm như thế, lớp sa trường dày lên với trong một viên ngọc trai như thế đó. Hiện tại thì ở Phú Quốc mọc chai rất là phổ biến, nên xin chia sẻ với gia đình mình hai cách để mình phân biệt mọc chai giả và mọc chai thật đó. Nó thứ nhất là mình sẽ ma sát hai viên mọc chai lại với nhau. Nếu là mọc chai thật sẽ cho mình một lớp bột trắng sà cường, còn nếu là mọc chai giả sẽ không cho mình được lớp bột trắng sà cường đâu ạ. Cái viên ngọc chai này qua ngọn lửa, nếu là ngọc thật sẽ hấp thụ nhiệt không biến dạng, còn ngọc giả sẽ bị biến dạng có mùi hôi đó. Tuy nhiên thì tổ công tác này viên ngọc chai chúng mình cũng sẽ bị tổn thương, cho nên gia đình nên nhận giáo dỡ lắm vào những thương hiệu có uy tín đó. Và hiện tại giải công ty chúng em đã có tổ chức một mini game phần thưởng là viên ngọc chai vừa mới bổ ra, có giá trị từ 500 đến 1 triệu đó. Em sẽ đặt ra một câu hỏi cho năm cho những thông tin như vừa chia sẻ đã nói gia đình mình thôi. Nếu ai có câu trả lời thì vui lòng giơ tay trả lời cho em nhận phần thưởng cho được không ạ? Dạ, đây là câu hỏi của em đó. Con trai nào sẽ cho mình được viên ngọc trai có màu đen đó ạ? Dạ, xin mời chị ạ. Tahiti. Dạ, chị đó là chị của em được bao nhiêu trai được không ạ? Cái con ở giữa. Dạ, con này đúng rồi. Dạ, chị cho em hỏi cho tên gì được không ạ? Tên Tuyền. Dạ, chị Tuyền đã trả lời hoàn toàn chính xác rồi đó ạ. Dạ. Con trai cho mình được viên ngọc trai đen đó là trai Tahiti đó ạ. Nãy giờ nghe bài. Cái viên ngọc trai này một lát lên phía trên xin mình nhờ các bạn phía trên hỗ trợ mình khoan lỗ là mình có thể đăng trang sức lên đi chị. Và ở phía trên xin lưng sẽ có những cái đai như là đai nhẫn, đai bông tai đó ạ. Dạ, em xin giới tặng chị ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn gia đình lại. Xin mời mình với chị một phía bên trong mình tiếp tục tham quan khu vực phía trong các bạn. Đi sao số 1 á. Nhưng mà không biết. Tại sao? Các bé thì đợi con dừng mong cho ông về ông về con gặp ông một lần không vừa. Dạ, cái lần gì người ta đi cái bầu khe là biết cho mà người ta có cái tâm linh người ta nghe. Thương con đừng đùa là phục vụ cho con. Vậy làm gì quá vậy? Như trước mà. Để cái cười của tự. Tại sao?
lên này. Có chỗ đậu không vậy? Để về lại chỗ đậu. Chỗ đậu đi, đập chỗ đậu. Sao đây? Quay vô. Biết hết. Biển. Biển bãi sao? Phú Quốc. Ăn đồ ăn mùi gì vậy? Mùi giống như đồ khoai lang nướng. Con gì vậy? Quá trời người tắm luôn. Wow, quá trời người luôn. Cái cầu thang để đứng lên chụp hình 20 đồng một người nhé. Tới biển rồi, quá đẹp. Ai đó vậy? Đây nè, quen nè. Mẹ của Tuyên nè, gia đình Tuyên. Wow. Ghê á, nó đang bay. Kìa ra đây. Hai đứa, xin tao. Xin tao đại phước nha. Hello, hello. Hello. Rồi, tắm biển bãi sao nha. Ghé Phú Quốc tắm biển bãi sao. Xong bấm cái đỏ lại. Rồi, rồi, đây. Rồi đây đây, biển Phú Quốc này tắm đây. Đây đây, bãi biển Phú Quốc bãi sao nha bà con em ơi. Ai về Việt Nam ghé đây. Quá đẹp, quá sạch. Ôm vô, ôm bao vô. Đọc vận động viên của Mỹ về đây. Bị té rồi. Té rồi hả? Vận động viên của Mỹ về đây luôn. Hai người đúng không? Đại diện bên Mỹ rồi. Đây tài xế lẻ đây, hữu lẻ đây. Tài xế đó, chồng của Ngọc Hà đây. Đù, dữ dàng nha.
Đây đại diện Biên Hòa đây. Nguyễn Cúc đây. Cúc Nguyễn, Nguyễn Cúc đây. Đó. Quá đẹp quá đẹp. Đây núi đây. Điện ấm quá. Điện mát mát ở đây, ra ngoài phía ngoài cho mát mát này, coi sâu trong này nó cận quá, nó nóng. 5:22 rồi. Quả là ghê gớm, đây là Florentino. Mình chuẩn bị lặn. Cho nên người ta bay trên trời hoài. Hơi thở nước biển. Rồi trên. Chỗ nào rồi? À. Hay dưới nước được không? Dạ được. Nhìn nha, nhìn đủ nha, một okay. Nha. Thấy ông thấy giờ nè. Đúng rồi. Cảm ơn thấy ông giờ rồi. Giờ bơi thôi. Ai bơi tới chỗ tụi con. Ok đi. 2 3. Đi đâu rồi? Anh ơi, ông đỏ thua rồi, ông đỏ thua rồi. Quá mệt. Quá mệt rồi. Rồi kết thúc video đi. Thấy ngon vậy. Đã ngon lắm. Hello. We have cafe Eden. We have everything here. Sữa ra rồi. Cái này là trà đào ô long bên trái, còn bên đây là trà sữa dâu. Phước quá thích. Có hai cup bình. Bây giờ chúc thử uống. Thì được 24 bàn thắng sau 10 trận đấu đầu tiên cũng là thành tích tốt nhất của các cầu thủ Arsenal sau 10 vòng giải Ngoại hạng Anh. Hey, this time they give you a bigger straw this time. The last time I went, the straw did not fit. It's good. Why does it look like I have makeup on? It looks so funny. Thanks for watching. Eat it. How do we eat this? We put ice in? Bỏ đá vô cho nó lạnh rồi ăn. Này người ta không cho cà phê vô. Đó là một cà phê đen nhá. Cái này là caramel. Yes, lấy đồ ký gửi xuống. Đang đồ đợi 4 phút, 5 phút chắc thôi. Chưa thấy thùng ra. Got 2 boxes. Been waiting maybe almost 20 minutes. Đợi hành lý nhưng mà quá lâu chưa ra. Thank you.
vậy.